Ôi, Kem đang cầm hai cái chân gà. Kem ơi, Kem, xem cái chân gà nào, to thế. Ui. Ủa? Ồ, chờ đặt xuống đấy. Để tí nó thấy về ông uống rượu chưa? Ăn xong thì ngồi đó chờ tí nữa ăn bánh sinh nhật. Uống rượu thì ngồi lên đây, không uống rượu thì ngồi xuống chỗ Tim Hương đó. Mời cả trong đoàn cũng như rồi mà không ra lại thôi. Lấy rượu đi. Nói là không có làm cơm, làm cái bánh thôi. Như thế là dễ, người ta dễ. Hai, lấy rượu đi. Nhá, lấy rượu đi. Nói làm cơm nữa lại khó, mà không có làm cơm nữa thì làm cái bánh mà các cháu đi chơi thôi. Kiểu cũng mọc đội đội khăn đau rìu à? Nhì. Kem ăn cái gì đây? Ấy, ăn rau à? Ông nội đang lấy rượu này. Nhận, thế nhận không chưa? Nhận ở giữa số người cạnh em nhé. Nhận giữa số người cạnh em vào. Ăn đến gà này lớn đây. Đấy. Lấy một con kilo thôi nhá. Một kilo là còn trong cái lon bông phòng. Hương nó cho ông Hương một cái miếng thịt gà. Chú Hương ngồi xuống nào, nhìn lên. Chân gà ông Tảo đây. Rồi. Gà Hưng Yên đấy, khoái châu Hưng Yên đấy. Rồi, chúc mừng sinh nhật con Kem nhá. Làm cái chân gà ông Tảo đây. Rồi Kem cho chú hai một cái, cho một cái. Đây đi. À, chân gà to quá nhờ. Cả đông tảo to quá. Đến lượt em à? À, thế rồi. Cầm cá luôn. Rồi. Rồi uống rượu thôi. Kem đặt xuống nào. Rồi, chết rồi, chết rồi. Đổ hết rồi. Đổ hết rồi. Rồi. Kem chào các bạn nào. Kem đi chào ba bà. Mời các bạn ăn chân gà. Gà ông Tảo bên kia. Nói lại đi, mời các bạn ăn chân gà. Không nói lại à? Thấy ông nội chưa? Đúng rồi. Bà nội đâu? Đây này. Anh Mập đâu? Đây này. Mẹ đâu? Đây này. Rồi, Thím Hương đâu? Em Cam đây. Em Cam đâu? Cầm thìa đây. Em Cam cầm cái gì mà to thế? Hôm nay bị lỗ cổ xuống ao rồi. Hay bị lộn cối vào sợ rồi. Chị ao Trinh đâu? Chị Trinh đâu? Cháu ăn cơm nào? Chị Trinh. Cháu ăn cơm. Ăn cơm à? Ăn rồi à? Ô cái bầy cá không cắm điện. Muốn đi rồi. Không phải đâu, không phải đâu kìa. Rồi, rồi mời cả nhà ăn cơm nha, tụi ta mới quay đây. Chân gì cả đâu. Đây.